Sáng ngày 6 tháng 8, các thí sinh tham gia đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021. Đợt 2 của kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày là ngày 6 và ngày 7 tháng 8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc là không thể hoàn thành đợt 1 đã diễn ra cách đây 1 tháng. Trong ngày thi đầu tiên ngày 6 tháng 8, các thí sinh sẽ làm bài môn ngữ văn 120 phút trong buổi sáng và làm bài thi môn toán 90 phút vào buổi chiều. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 8, có 11.421 thí sinh tại 38 tỉnh, thành phố đã làm thủ tục dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi là 236 em. Những thí sinh này tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày 6 tháng 8. Ngày thi thứ 2, ngày 7 tháng 8, vào buổi sáng các thí sinh làm bài tổ hợp môn khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học và tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với mỗi môn có thời gian làm bài là 50 phút. Buổi chiều thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ 60 phút. Dự kiến ngày 24 tháng 8 năm 2021 sẽ công bố điểm thi.